Ông ơi, ông ăn xoài chưa ông ơi? Đã ăn rồi. Ông thấy sao? Ngọt, ngon, thơm. Ông ăn đi, ông ăn xem nó làm sao. Ông ăn thấy có dễ ăn không? Đấy, xoài này rất là mềm nè, rất là dẻo cho nên là người lớn tuổi ăn rất là tốt nè. Đây là ba của mình, ông rất là thích ăn xoài, mà đây là xoài cát Hòa Lộc chín cây các bạn, nên là ông ăn ông rất là thích. Đây là... bà thấy sao bà? Thấy sao bà? Mà rồi ngon thịt rồi. Tại tôi đi mua ở siêu thị nó không ngon bằng đâu. Đây là xoài con gái tôi bán đem về nó biếu nhân ngày 30/4 lễ độc lập lễ thống nhất, ngon quá. Ngày xưa là ông nội có thích ăn xoài không ba? Hồi xưa ông nội thích ăn xoài lắm phải không ạ? Dạ. Dạ. Dạ, đây là xoài cát Hà Lộc rồi đấy ạ. Vâng, xoài cát Hà Lộc rất là ngon. Ba mình là xưa là chủ nhiệm nhà khách chính phủ, đó là chiêu đãi các cái đoàn quốc tế, cho nên là cái việc mà mua trái cây chuẩn để chiêu đãi các cái đoàn ngoại giao là phải rất là phải chuẩn, chuẩn đúng xoài ngon, xoài ngọt và đúng đúng cái loại của Hà Lộc thì mình mới có thể đãi các cái đoàn, thường thường là đãi toàn là các cái nguyên thủ quốc gia đến ở nhà khách chính phủ ở số 1 Lý Thái Tổ đó các bạn. Cho nên là ông rất là thích ăn xoài. Và ông rất là mê xoài cát Hà Lộc. Đây hôm nay thì có dịp về ngày 30/4 nên là mình có những cái quả xoài cát Hà Lộc chín cây đem về để mời ba má. Nãy giờ ba má ăn cũng rất là thích. Ba mời nữa đi ạ. Mời nữa đi ạ. Dạ. À là xưa là nhà mà nó có một cây xoài ạ. Dạ. 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 Nhưng mà con nó có ngon hơn như này không ông? Tại vì là xoài cát Hà Lộc nó còn theo cái thổ nhưỡng đó, cái vùng cái thổ nhưỡng của đất đai với lại cái khí hậu nữa. Sao này tính nào vậy? Cái này là Đồng Tháp. Dạ. Rồi, con mời ba, ba mời tiếp đi. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi, những cá Hà Lộc. Ngọt mà nó mềm, dễ cho người lớn tuổi rất là dễ ăn, mà xoài cũng rất là nhiều cái chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Nên là cái cơm nó rất là vàng. Đấy. Rất là ngon. Đây là ba má mình ăn xoài hôm nay là rất là hài lòng rồi đấy. Ông mà cười cái nào? Cười. Cười cái bye bye nha. Bye bye.